được để tao. Ok. Đâu. Ủa tao nhớ tao chỉnh rồi mà ta. Thôi nó cũng có 12 đam nè. Vậy? Cũng có 12 đam nè. Ok vậy. Đam to vậy. Thì cái này 10 đam, bán mỗi chợ 2 đam nữa, bán 12 chứ lại gì ngu thiệt chứ. Tao nói với mày ở trong khách sạn là mày ngu mà. Chịu khó đã nói là chịu khó, tin vậy thì chịu. Con dao không phải 10 đam hả? Cái không có rồi cái bãi mỗi chợ phải 2 đam, phải 12 đam. Ủa? Cái này hết cộng nè nè. Cộng AB vô đam hả? Lý do mày gì boss đất bét mày chơi. Xưa giờ làm gì có con set nào cộng AB vô đam. Cái gì? Tôi nhớ là cây gì đó mà. Đây. Ham đi ram quá. Để anh dây nó phê được cái chiều đầu. Thì cái nhớ cái chiêu gì AB. Không có con set thì xưa giờ không có cái gì vô. AB vô đam. Mày không khai phép quá chứ. Quỳ luôn. Mình vừa mới vô mình xuống. Hai lần, một lần có xuyên kháng phép cái này mạnh nè, cái nội tải mạnh. Để cái đỡ tay cộng AB cũng đỡ đi. Nó mất sạch spell luôn. Phải mà cứ đua lan để có fit nó đéo canh. Con fit nó ra cùng mình nó hút máu mình nó lại đi khăm đường tiếp. Tao độ tránh chậm rì luôn. Ôi đáng lý một là mình cắm đầu mình farm luôn á, mình farm. Có 42 hiện gì. Mày em đi xuống boss chủ yếu đi xuống boss thôi lên mẹ giờ đi găng đi cướp rep xong đi xuống boss mẹ câu spell cho nó. Xuống boss câu spell xong nó bát luôn. Đã thà vậy tôi mẹ tôi cướp làm cái mẹ tôi farm xong rồi tôi qua tôi cướp tôi farm lại chim tôi đi về mẹ nó gan lắm biết trước như vậy gan lắm thì gan nó à tôi farm không tôi muốn là về đó thấy là trí rồi đó 3 phút 30 giây là tôi lên level 4 rồi trong khi đó mẹ tôi ngồi tôi cam ở dưới boss 4 phút 30 giây tôi mới level 3 thường nếu mình thắng đầu mình ham không mà 3 phút 30 là mình level 4 rồi. Hy sinh đi ganh cho mấy ổng được xanh mà mấy ổng được xanh mấy ổng nát nét làm tạ chị cầm ra bét 3 phút 30 giây là tôi ngủ rồi đâu có cực khổ nữa tôi cướp rét xong đi xuống ganh cho mấy ổng rồi về farm xong xuống về farm con cóc xong lại level 3 chạy xuống ganh boss tiếp thì sao lại còn lên thấy là hẻo rồi đó mất thời gian mà trả được chủ gì thấm chứ à. Nó chỉnh qua cái đam là ngon rồi. Mất thời gian rồi. Còn không là bích có AB là cũng được. Sao nãy không nổi chỉ rồi. Tống hụt hết con cây đó gì nổi vậy. Gì? Chúng mà. Cái cây mà cái W mày mà sau lưng nó đi tới mà. Cái quy ha cái quy rồi. Mày cái quy bóng hụt. Rồi nó mới uống con bình máu rồi. Quá, mình cứ làm tới già thì mình chịu thôi. Chơi đéo. Anh thấy mình cầm 25 AB nó không sợ mình luôn. Cái đó nguy hiểm nó không có sợ mình. Ông tâm kem thì đi cầm cuốn cái 9 tướng mà đi được không? Nó đuôi cấp 2 còn cầm 2 đâu. Tâm kem cầm cuốn huyết. Đó. Tâm kem đi lan cầm cuốn huyết không biết cái cuốn huyết mà nó lên đam hay nó lên cái cuốn huyết để cái làm cái này gì tao không biết. Cho mẹ con xe. Ừ. Tâm kem thì đi cầm cuốn huyết 9 tướng mà đây đã. Đó, tin vui. Ha boss thì nó bét là tin buồn luôn. Trời ơi, 2 video nổi cái ý chỉ mất đường trăm á. 300 máu 300. Cái gì vậy giờ? 300. Ôi, không chết nữa không rẹp luôn kìa. Cái nội tại luôn á nha. Sao giết nó trời. Con tâm kem cầm cuốn huyết để sai. Để cậu đánh chết con lại sau lưng không nha. Chắc chết quá. Chết. Có kim dài là chết. Tiền thì cũng chết. Giờ đi lan cầm kim lan ngon vãi. Còn ba cái thứ mà cần được học và đem là đúng á. Giờ kim lan giờ chết. Chết con mẹ rồi. Ê, đừng có sọt vô. Lũi vô cho nó mọt lên. Ghi không có 150. Xin chào không có 150. Nó mất e rồi. Xin chào mà lũi cho được nữa 300 150 chứ. Vậy. Xin chào lũi vô được thì nói được 300. bây giờ anh biết vì sao bên sao sống chào. Nãy em chưa đã hết kinh nghiệm chạy. Dao nó hít nó lên 32 lên bờ luôn. Bây giờ anh biết vì thấy là hẻo rồi đó. Em 6 AB rồi. Những điều tôi chưa nói với em vẫn chia tay cây của chuông lá, vẫn chia tay cô cờ vẫn sáng đèn đến vô cùng. Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển số sống trào, ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa mùa màng. Trời quánh đường cá luôn. Đi về đâu cũng là thế. Thì em nó không sợ không vô đây coi. Em mất lát cũng xuống canh thêm lần nữa. Mà em mất 2 cái lát không chẳng một vấn đề đâu. Gặp chẳng có thể mà liếc. Đi có mà liếc mất lát coi không chết không. Đây vậy. Tôi biết. Mà có chẳng thấy không? Đúng là cha mà hơi lợi lộn. Em chết quèo không được chứ nó rồi. Xong rồi đó. Vừa vô chưa mất 2 cái lát không chung được cái gì. Chắc đi vô chắc người ta 2 cái lát đi ông chơi game. Hai ông vô chắc AD support 2 cái lát đi rồi ông chơi. Nói hay lắm, thử đi biết. 2 cái lát là cả một vấn đề, ăn cũng xong đó. Số nhường support ăn không nhường mình cho trời. Rừng xúc giật được chứ. Duo gì đây? Đánh rồi. Lắm. Trí. Má đừng trí quá. Phải thì không? Phải thì không? Đó rồi coi, tám rồi coi tay phải thì. Thì che luôn, thì luôn thì gánh tim. Mình giỡn với thầy hả mày? Không con thầy mới nhường mà lưu dân support. Đồ quá thầy ghê rồi em. Thôi. Shit. 370 nha. Chạy nhanh hơn tao là tao kiện á. Ủa, nó còn công ty luôn hả trời? Nãy nó không xài luôn. Đậu. Dân chơi à. Cuộc sống này quá bon chen, quá bon chen. Mà đốt mà. Thôi, lời đừng phết lục. Quá bon chen. Thật sự tin với được mày. Ê, quế, tèo. Quế tèo, dám đi nữa. này nó cáo nó mới canh W mình ta. Đám về lòng con thắng lại mẹ ở quê giờ giống thêm nào cuộc đời. Dạ không bị dụ rồi. Tìm cũng ghê hả? Dạ đâu à. Còn lách không ta? Ta cùng nhau đùa rằng hết em nốt trần này sẽ được đến hàng và ta sẽ đứng ở đỉnh cao trên phố mình cũng không chơi nhau không mà em ta đồng lòng với nhau tìm sẽ mất. Chết bây giờ gì vậy? Tụi không có ra liền trong đủ nồi em. Cố lên. Sao chơi không? Hết mana làm gì? Có cái này nha. Sao mình không phải là người tăng trưởng mà ông TF tăng ta? Chơi mình không phép. TF số nhỏ vậy. Đầu đó lại hại rồi. Không có cooldown, này không có cooldown, bánh đồ đồ thôi. Ủa lên xong mẫu khác rồi. Rồi, sao giờ? Chỉ đây làm gì vậy? Hôm nay chẳng nghe thấy ba tiếng ở trong lòng. Ủa? Gì vậy? Trụ đi, trụ đi. Mà mốt ăn rồi. Rồi một ngày chợt nghe thấy bao tiếng yêu trong lòng, chợt thấy vui sôi khi nghe tình vì nàng đẹp nàng sẽ mãi mãi gần nhau. Một ngày dài là một ngày buồn, con thấy em đẹp và tình đừng suy nghĩ thấy tình. Rét luôn kìa Thảo. Mấy trụ ba cái mới bể. Quỳ luôn. Phải lên này rồi. Gì không có đam quá nó trụ vậy. Bánh 3 hit mới bể trụ. Bà muốn AB luôn. Bắp bá hơn đàn, chơi guitar không hay nên qua tập chơi gái. Đậu các bà. Nhắm phá nhà nha. Má đúng lúc hết công ty luôn. Có công ty là gì? Công ty chém cái cục đó rồi. Rồi đúng lúc ta hết công ty nè, hết thời gian công ty á. Là xong không là xong rồi hết rồi. Mất cái tà le nha con. Cháu vậy? Xong rồi kìa. Đó. Tim mình xanh chứ trời. Tôi quánh được chưa? Phát bánh gà quá để tôi. Phát quánh gì mình nè. Mấy mạng. Cái gì vậy? Đi kẹt cái gì đây? Nó Phát nó chỉnh cái gì đâu.